Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, Bộ Công an vừa thành lập trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook và đã được cấp tích xanh định dạng trên môi trường mạng xã hội. Trên trang thông tin là Bộ Công an, địa chỉ truy cập tại facebook.com-mbs.gov việc đưa trang thông tin bộ công an đi vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin về an ninh trật tự của công chúng trên các nền tảng số góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn cung cấp thông tin tuyên truyền của bộ công an trên internet phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân